Xin được chào đón quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá, và ngay sau đây thì mời các bạn đến với bản tin bóng đá chiều ngày hôm nay, 28 tháng 11 với những thông tin đáng chú ý sau đây. Các bạn thân mến, đầu tiên thì mời các bạn đến với nội dung những chia sẻ của một cựu danh thủ đội tuyển Iraq và đội tuyển Việt Nam của huấn luyện viên Philippe Djourdié. Tiếp đến thì mời các bạn đến với phần tin AFC mới đây ra thông báo mới nhất và đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta gặp thuận lợi tại giải U23 châu Á 2023. Giải đấu sẽ diễn ra vào đầu năm 2024. Và ở phần cuối cùng thì mời các bạn đến với nội dung là chúng ta hãy cùng nhìn lại xem cách xử lý trường hợp Hoàng Đức của huấn luyện viên Philippe Djourdié với cách xử lý Văn Quyết của huấn luyện viên Park Seo trước đây. Mời các bạn cùng đón nghe. Các bạn thân mến, mới đây thì một cựu tuyển thủ Iraq đã đánh giá thấp tuyển Việt Nam cũng như là Indonesia, đồng thời thì gửi lời cảnh báo đến huấn luyện viên Jesus Casas của đội nhà trước thềm giải châu Á. Cụ thể thì mới đây trang Win-Win Iraq vừa trích phát biểu đáng chú ý của cựu tiền đạo Ahmed Nazet đề cập đến ba đội tuyển là Iraq, Việt Nam và Indonesia trước thềm vòng chung kết Asian Cup 2023. Theo ông Ahmed cho biết thì hai chiến thắng bao gồm 5-1 trước Indonesia và 1-0 trước tuyển Việt Nam là không nói lên sức mạnh của tuyển Iraq. Lý do là bởi Việt Nam và Indonesia chỉ có thực lực là khiêm tốn. Cựu tiền đạo 41 tuổi cũng cho rằng Iraq chưa khắc phục được điểm yếu ở hàng phòng ngự và đây là bài toán khó nhất với huấn luyện viên Casas trước thềm vòng chung kết Asian Cup, nơi mà Iraq nằm chung bảng với Việt Nam, Indonesia và Nhật Bản. Cụ thể, vị này chia sẻ, hệ thống phòng ngự không chỉ là bài toán khó với ông Jesus Casas mà đây còn là vấn đề muôn thuở của bóng đá Iraq. Cuộc khủng hoảng ở hàng phòng ngự đã vượt quá tầm kiểm soát của ông Casas bởi chất lượng các cầu thủ ở tuyến phòng ngự là không cao. Ông Casas không nên bị đánh lừa bởi những kết quả ở trận thắng Indonesia và Việt Nam. Đây chỉ là những đội bóng có chất lượng khiêm tốn, không phải những đội mạnh. Tại Asian Cup tới đây, Iraq sẽ phải cạnh tranh với những đối thủ hàng đầu. Cựu tuyển thủ này còn cho rằng là tại Asian Cup tới thì tuyển Iraq cần phải thi đấu với phong độ cao hơn so với hai trận gần nhất ở vòng loại World Cup. Tuyển Iraq cần phải đặt ra tham vọng là lọt đến trận cuối cùng và giành chức vô địch. Tất nhiên thì mục tiêu đó không chỉ thể hiện bằng lời nói mà phải bằng sự quyết tâm chiến đấu ở trên sân. Ngoài việc đề cập đến quan điểm của cựu tiền đạo Ahmed thì trang Win-Win cũng đăng phát biểu của huấn luyện viên trưởng Casas chia sẻ về quá trình chuẩn bị cho Asian Cup. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha khẳng định sẽ tuyển chọn những nhân tố tốt nhất ở mọi vị trí để chinh phục giải châu Á. Đội hình của tuyển Iraq tham dự Asian Cup sẽ bao gồm những cầu thủ xuất sắc nhất cả trong và ngoài Iraq. Không có vị trí nào dành riêng cho bất kỳ cầu thủ nào, không có ranh giới nào ở đội tuyển quốc gia và cánh cửa đang mở cho tất cả các cầu thủ. Các trợ lý của tôi vẫn đang liên tục theo dõi, đánh giá, đồng thời kêu gọi các cầu thủ hãy nỗ lực hết mình để có thể đại diện cho tuyển Iraq tham dự vòng chung kết Asian Cup. Chuyển sang thông tin khác, các bạn thân mến, theo lịch thi đấu mới được Liên đoàn bóng đá châu Á AFC công bố thì U23 Việt Nam khởi đầu giải U23 châu Á tới đây bằng trận gặp U23 Kuwait, đối thủ của đoàn quân áo đỏ trong lượt thứ hai là Malaysia và cuối cùng là U23 Uzbekistan. Với việc chúng ta gặp hai đối thủ được đánh giá là vừa miếng trong hai lượt đầu tiên, U23 Việt Nam có thể kỳ vọng vào những kết quả thuận lợi. Từ đó thì thầy trò ông Philippe Djourdié có thể là dễ tính toán hơn trước khi bước vào cuộc đọ sức gặp đội mạnh nhất ở bảng đấu là U23 Uzbekistan. Thậm chí, nếu sớm giành vé đến tứ kết, U23 Việt Nam được phép thực hiện các thử nghiệm và giữ chân các trụ cột trong lượt cuối. Tại hai chiến dịch đã qua với U23 Việt Nam như là SEA Games 32 và vòng loại U23 châu Á, ông Philippe Djourdié đều cùng các học trò chắc suất đi tiếp sớm một vòng đấu. Mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên người Pháp tại vòng chung kết U23 châu Á là đưa U23 Việt Nam giành vé dự Olympic và đạt được mục tiêu này, đoàn quân áo đỏ cần ít nhất là chúng ta phải lọt đến vòng bán kết. Trong gần một năm qua thì ông Philippe Djourdié cũng đã tích cực trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ nhằm chuẩn bị lực lượng tốt nhất để hướng đến giải đấu này. Còn trong quá khứ thì như tất cả các bạn đã biết là U23 Việt Nam từng một lần lọt đến trận chung kết U23 châu Á hồi năm 2018. Đó là giải đấu mà đoàn quân áo đỏ được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Park Seo. Các bạn thân mến, về cách ứng xử với Hoàng Đức của huấn luyện viên Philippe Djourdié, phải chăng là huấn luyện viên người Pháp này cần phải thấu hiểu tâm lý học trò nhiều hơn nữa để đưa con tàu tuyển Việt Nam đi đúng quỹ đạo?
Kể từ khi nắm quyền đội tuyển Việt Nam và đội tuyển U23 thì huấn luyện viên Philippe Jouzier cũng từng nhiều lần chia sẻ là không hài lòng về các học trò trước báo giới. Nhưng việc chê cụ thể một cái tên như cái cách mà ông Philippe Jouzier đề cập đến tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức sau trận Việt Nam thua Iraq ở vòng loại của World Cup 2026 thực sự là một chuyện lạ. Cụ thể thì như tất cả các bạn đã biết là khi được hỏi về lý do là vì sao không dùng Hoàng Đức ở cả hai trận gặp Philippines và Iraq thì ông thầy người Pháp đã chia sẻ rất thẳng thắn. Hoàng Đức chưa đáp ứng được ở khâu tổ chức phòng ngự không bóng, cậu ấy phải đóng góp nhiều hơn nữa cho tập thể. Tuyên bố của ông Philippe Jouzier có vẻ gây bất ngờ bởi hai lý do. Trước tiên thì xưa nay hiếm là có một huấn luyện viên trưởng nào tại đội tuyển Việt Nam thẳng thừng chê bai một cầu thủ trước dư luận. Còn nhớ là huấn luyện viên Park Hang-seo trước đây cũng từng từ chối sử dụng Nguyễn Văn Quyết ở nhiều giải lớn, nhưng với những đồn đoán liên quan đến khác biệt về quan điểm. Tuy nhiên thì tất cả chỉ dừng ở mức tin đồn bởi là ông Park không chê Văn Quyết trước báo giới. Kỷ niệm của hai thầy trò này là danh hiệu vô địch AFF Cup 2018, nơi mà Văn Quyết dù dự bị gần hết cả giải đấu nhưng vẫn được giao lại băng đội trưởng và là người đại diện cho đội lên nâng cúp. Xa hơn là thời huấn luyện viên Toshiya Miura, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng từng được tung vào sân rồi bị rút ra sau vài phút khi mà đội tuyển U23 thua 0-2 trước Nhật Bản ở vòng loại giải châu Á hồi năm 2016 đã khoét sâu vào bất đồng. Nhưng cũng giống cái cách huấn luyện viên Pangser đã làm với Văn Quyết, ông Miura không chê Hùng Dũng. Dẫn chứng ra để thấy là chuyện ông Philippe Jouzier chê Hoàng Đức có thể coi là cách xử lý dị biệt. Ở nền bóng đá Á Đông như là Việt Nam của chúng ta thì chuyện đối xử như vậy quan trọng không kém về mặt chuyên môn. Ông Park Hang-seo thành công rực rỡ bởi là ông thích nghi rất nhanh với văn hóa bóng đá Việt Nam. Chiến lược gia người Hàn Quốc biết cách cương nhu đúng lúc, như khi nào cần nghiêm chỉnh, thậm chí đến mức là hà khắc, khi nào cần mềm dẻo, gần gũi. Hình ảnh ông Park cùng các tuyển thủ chơi bóng bàn hoặc là viết thiệp bằng tiếng Hàn để tặng cho học trò nhân dịp sinh nhật, hay là nhắn tin động viên quan tâm từng tiểu tiết đã giúp cho tuyển Việt Nam tạo ra bầu không khí như là gia đình. Giá trị của sự đoàn kết là tạo nên sự bền chặt trong cả một tập thể và củng cố thêm uy quyền của huấn luyện viên trưởng, một thứ uy quyền mềm mại và tự nhiên thay vì là áp đặt. Nhưng có lẽ ông Philippe Jouzier chọn con đường khác. Khác với trường hợp Văn Quyết hồi năm 2018 không thể hiện được nhiều ở đội tuyển quốc gia, hay là Hùng Dũng hồi năm 2016 còn quá trẻ, thì Hoàng Đức đã là ngôi sao sáng giá bậc nhất hiện tại. Trong loạt trận chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026, ông Philippe Jouzier thử nghiệm Hoàng Đức ở vị trí tiền đạo. Anh chơi không thành công và được kéo trở lại hàng tiền vệ và đã đá tròn vai. Huấn luyện viên Philippe Jouzier loại Hoàng Đức, nhưng điều lấn cấn vẫn ở chỗ là những cầu thủ thay Hoàng Đức lại chơi không tốt hơn so với Hoàng Đức. Thật khiên cưỡng khi nói rằng là Lê Phạm Thành Long hay là Nguyễn Thái Sơn trội hơn so với Hoàng Đức dù đặt trong hệ thống chiến thuật nào. Ông Philippe Jouzier có thể loại Hoàng Đức bởi lý do chiến thuật, nhưng chưa được chứng minh bằng hiệu quả. Trong quá khứ thì ông Philippe Jouzier cũng từng công khai đối đầu với những cầu thủ giỏi. Ông loại siêu sao Nakata ngay trước thềm World Cup 2002 bởi cầu thủ này xin rời đội tại Confederation Cup nhằm trở về khoác áo AS Roma để đua vô địch. Nếu Nakata tiếp tục chỉ nghĩ đến bản thân mình chứ không nghĩ đến đội thì tôi không chắc liệu anh ta có tham dự World Cup 2002, ông Philippe Jouzier chia sẻ. Trong từ điển của ông Philippe Jouzier là không có từ thỏa hiệp. Ông sẵn sàng đối đầu với tuyên bố huấn luyện viên phải sở hữu uy quyền đối với các cầu thủ. Kinh nghiệm là thứ tạo ra quyền lực đối với một huấn luyện viên. Trường hợp Trương Tiến Anh là một trường hợp khác, có vẻ như ông Philippe Jouzier không phải là người cứng nhắc. Ngày loại Trương Tiến Anh khỏi danh sách đội tuyển chuẩn bị cho hai trận đấu tại vòng loại World Cup, ông Philippe Jouzier đến tận nơi để ôm cậu học trò. Tôi muốn dành cơ hội lần này cho người khác, cậu hãy chăm chỉ tập luyện, kiên trì nỗ lực để tiến bộ. Còn rất nhiều trận đấu ở phía trước và cánh cửa đội tuyển luôn rộng mở. Lúc đó có cảm giác như ông Philippe Jouzier rưng rưng, Tiến Anh nhớ lại. Có lẽ cả huấn luyện viên Philippe Jouzier và cả cầu thủ đều phải cần thay đổi để tiến lại gần nhau hơn. Mâu thuẫn chắc chắn là sẽ không giải quyết được vấn đề gì, nên có lẽ đôi bên chỉ muốn nhìn nhận mọi thứ bằng tiêu chuẩn của riêng mình. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình
ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.